Nếu Slenderman cùng vợ xây công viên nước tặng fan trong Play Together, có ai khổ như mình không? Nuôi thú cưng mà nó không nghe lời của mình, thiệt cái tình khổ gì đâu luôn á. Anh ơi. Ủa ai kêu vậy? Có nhà không? Ủa ai vậy ta? Tiếng của ai quen quen? Anh ơi. Ủa à, vợ mình hả? Ủa em ơi, anh ở trong đây nè. Anh ở trong đây nè em ơi. Vô đây. Sao lần nào mình vô nhà chồng mình cũng nghe mùi thum thủm hết ta? Kỳ vậy, thum thủm vậy trời. Vô đây nè, anh ở trong phòng đây nè. Vô đây. Đó, anh đây nè. Hello em. Ở trong này nó còn thum thủm hơn nữa. Kỳ vậy, sao cứ lần nào qua nhà anh là kêu thum thủm là làm sao? Thì em nghe mùi thum thủm, anh thử coi. Đâu để anh thử coi. Công nhận, nó thúi thiệt. Đâu phải là do anh đâu. Em nhìn nè, bé heo của anh nè. Em lại em coi nè. Cái gì gớm quá. Đó, em nhìn đi. Sáng á, anh vừa mới thức dậy, anh vô đây là anh nghe cái mùi anh muốn ói rồi. Tại vì hả, cái con heo này nè, nó thức dậy xong cái nó phóng uế bừa bãi. Mà bây giờ á, anh kêu nó đi tắm, nó không có chịu tắm. Bởi vậy người ta nói dơ như heo mà. Mà hồi xưa anh nuôi nó làm gì không biết luôn á em. Anh nuôi đó anh chi cho cực như vậy hả em không? Biết vậy hồi xưa không có nuôi heo đâu. Ở dơ. Chủ nào thì thú cưng nó vậy. Gì chủ nào thú cưng là vậy là sao? Ý là sao? Ý em sao hả? Chứ gì nữa, anh đó thì ngủ cũng như heo. Mà ăn thì cũng như heo. Mà không tắm nữa. Để dơ như heo luôn. Sao mới sáng sớm mình đã con heo này mình bực mình lắm rồi mà còn gặp vợ mình qua đây còn chê mình nữa, nói mình ở dơ như heo. Các bạn thử nghĩ coi, các bạn bình luận ở bên dưới nói coi là hả, vợ mình nói có đúng không? Mình thấy vợ mình nói đúng rồi, lộn sai hoàn toàn, đâu có giống mình đâu. Mình đẹp trai nè các bạn, thấy không, sạch sẽ chứ con heo nãy giờ à, mệt thiệt á. Thôi kệ nó, đẩy nó đi đó đi em ơi, đi ra ngoài đi, ở trong đây thúi quá anh chịu không nổi nữa rồi. Mà anh ơi, hả, sao nhà anh em thấy cùi bắp quá vậy? Gì cùi bắp? Bộ em không thấy. Đây là chiếc siêu xe VIP nhất thế giới hay sao? Đây là chiếc gọi là hả, siêu xe độc nhất vô nhị. Có mình anh có à? Có không, ai có đâu. Nổ nữa. Gì nổ? Cửa hàng bán đầy kìa, ai mà muốn được. Mệt ghê, cứ bắt bẻ. Mà giờ anh thích nó là VIP nhất được không? Độc nhất vô nhị được không? Thôi mà bỏ chuyện đó đi. Hôm nay nè, anh gờ em qua đây là để cùng với anh hai người đóng góp ý tưởng lại để biến căn nhà này trở thành căn nhà VIP nhất thế giới. Ha 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 ha. Cái gì bắt nhà giờ á? Cái gì bắt đốc nhà? Anh nói thiệt mà. Hôm nay anh quyết tâm rồi, vẫn cố gắng biến căn nhà này VIP nhất. Em nhìn tiền của anh đi nè. Nhìn đi, 1000 kim cương và 200.000 tiền. Em nghĩ con có VIP không? Nhà chắc chắn sẽ VIP rồi. Nhà VIP thôi chứ làm gì VIP nhất thế giới gì vậy? Nhưng mà anh thích nói vậy mệt ghê, bắt bẻ quá. Mệt quá, thả tim vô cái nè. Đừng bắt bẻ nữa nha. À, chứ. Anh định là ngày hôm nay anh cùng với em sẽ xây công viên nước tặng cho fan. Wow, thiệt hả anh? Thiệt, tại vì á, anh thấy á, là những bạn fan á, hay vô nhà anh chơi lắm. Mà em nhìn nhà anh coi, hiện tại bây giờ nó thiệt là cùi bắp thiệt luôn á. Nó không có một cái gì luôn á. Cho nên là ngày hôm nay anh quyết định là phải làm một cái gì đó cho những bạn fan vô đây để chơi. Coi như đó là món quà của anh cùng với em tặng cho các bạn. Hợp lý không? Quá hợp lý. Rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Mà em thấy cái này á, xây phải đổi không khí. Đổi không khí hả? Có không khí là... À, anh hiểu ý em rồi. Rồi, đứng ở đây để anh đổi không khí cho em nha. Rồi, khí tụ đang đi. Gì vậy? Vô gì? Đánh anh nữa. Rõ ràng em kêu là đổi không khí thì anh đổi không khí đó. Không khí nó đang rất là trong lành thì anh làm cho nó hơi ô nhiễm tí không được hả? Vô duyên cái gì? Ủa chứ ý em là sao? Ý của em á là anh đổi giấy dán tường đi. À, tại vì công viên nước nó ngoài trời mà, đâu phải trong nhà đâu. À, vậy ý của em là biến cái không gian ở trong nhà giống như ngoài trời vậy? À, vậy nhưng mà bây giờ á, anh phải xem xét coi là hả, có giấy dán tường nào nữa. Anh chưa bao giờ xây nhà anh có biết đâu. Wow, nhiều giấy dán tường ghê em. Mà bây giờ em lựa giùm anh coi là cái nào nó giống như là ở gọi là hả, ngoài trời. Theo như anh thấy là cái nào ta? Cái màu xanh này được không? Màu xanh em thấy cũng giống ngoài trời mà. Này hả? Ừ. Mà nhìn này nó ngoài trời mà không có mây. Thấy như nó phạt kè không? Hả? À. Mình phải chọn cái nào nó phải có mây nó mới đúng chứ. Chọn cho cái màu đỏ được không? Cái gì vậy? Sao lại chọn màu đỏ BD? Không, anh không thích cái màu đỏ BD. Hãy chọn màu hồng nam tính. Màu hồng BD thì có chứ nam tính. Ghê á, cứ chơi người ta. Nhưng mà anh thấy màu hồng này giống ngoài trời không? Thấy giống BD quá. Mệt quá, đổi khác. Kêu là 3D, giống kêu 3D được chưa? Nghe chưa? Ô, ngoài trời nè.
Ui, màu xanh đó anh. Ừ, màu xanh, cái này là quà trời nè, có may nữa nè. Cái gì? 72 kim cương. Mắc nhất luôn hả? Mắc nhất luôn. Trời ơi. Thôi kệ đi, bây giờ mình mua cái này luôn đi, tại vì mình đang làm công viên nước mà, mua luôn nha. Ok anh. Mua luôn. Vô, tiếc tiền lắm nhưng mà phải cố gắng chứ giờ sao. Wow. Trời ơi, đổi ra thành công gian y như ngoài trời luôn nè em. Tuyệt vời mặt trời luôn á. Anh có thấy khác hơn nhà cũ của anh trời không? Ơi, quá đẹp luôn á. Ủa nhưng mà còn cái sàn thì sao? Ở đây là giống bầu trời nè. Bây giờ chọn cái sàn là cái sàn nào cho nó hợp lý nè. Bây giờ là phải chọn sàn nhà nè em ơi. Phải chọn làm sao cho nó phù hợp với cái bức tường gọi là ngoài trời của mình nữa. Bây giờ em chọn giùm anh đi. Anh thì không có mắt thẩm mỹ nên anh cũng chả biết là cái nào nó tốt nữa. Em chọn giùm anh đi. Để em lướt em chọn giùm cho anh nha. Ừ, chọn giùm anh coi coi là như cái nào nó tốt. Này được không anh? Này hả? Ui cái này sao giống nhà bếp vậy? Cái này nhìn kỳ quá. Vậy không đem, không có đúng. Vậy đem chọn cái khác. Ừ, chọn cái khác đi. Chứ mấy cái này là anh thấy không hợp rồi đó. Này được không anh? Cái này, cái sàn này giống như là tấm thảm á ha, nhìn nó giống như đi picnic vậy đó. Thôi không được. Cái này chọn cái khác đi. Dạ. Cái này là không được rồi đó. Cái nào mà phù hợp thì mình chọn. Để mình xem coi được cái nào. Em thấy cái này đẹp nè. Hả? Ủa, cái này là cỏ đúng không? Cỏ. À, cái kiểu này là cỏ mà lót đá lên nè. Nó giống như là hòa mình vô thiên nhiên vậy đó. Ủa nhưng mà trong hồ, trong công viên nước có cái cỏ không? Có mà anh. Có hả? Có. Đã, cái kiểu này là người ta gọi là cho mình hòa mình với thiên nhiên nè. Vậy thôi bây giờ anh thử mua cái này luôn nha. Được á. Anh thấy cái sàn này quá hợp luôn. Đúng là đúng, chúng ta đang ngoài trời nè. Đây, cái này lót đá nè. Wow, rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi bây giờ á thì anh sẽ phải xây gọi là cái ống trượt để gọi là hả làm công viên nước mà. À, anh có ý tưởng này em, để anh làm coi coi em thấy có hợp lý không nha. Để anh lên đây. Đây bây giờ đây là cái chỗ mà khách nè, khách người ta vô người ta sẽ đi lên cầu thang đúng không? Rồi sau đó anh sẽ thử lấy để anh xem coi anh có cái gì không, để anh thử để ra cho em coi coi rồi anh mua. Đó, để anh xem coi. À, anh có một cái tấm này nè. Đây, cái tấm này. Ủa bây giờ để lên, đây để anh để lên coi coi nó hợp lý không nha. Đây em nhìn nha. Đó, anh để cái tấm này. Sau đó người ta sẽ bước ra đây. Anh sẽ xây mấy cái miếng này nha, dài ra. Sau đó anh sẽ đặt những cái ống nước nó thẳng xuống ở dưới cái hồ. Đó, em nghĩ coi nó hợp lý không? Em thấy cũng hợp lý. Hợp lý đúng không? Lý. Vậy bây giờ anh có hai miếng nè, để anh thử đặt lên coi coi nó như thế nào. Sao, em thấy như thế nào? Được không? À, được, đẹp à, ừ. Chỗ này á là anh sẽ cho khách đứng ở đây. Sau đó anh sẽ xây thêm mấy cái ống nước nữa. Sau đó khách từ trên đây tuột xuống. Vậy nó mới tuyệt vời chứ. Xong chưa anh ơi? Em đứng ngoài chờ anh nãy giờ mỏi chân quá nè. Xin quý khách hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, bây giờ quý khách sẽ là người đầu tiên khai trương cái gọi là khu công viên nước của mình. Rồi, xin mời vợ của anh vào nhà. Vào nhà. Tên vợ của mình đã vào rồi các bạn ơi. Rồi nhắm mắt lại, không được nhìn, quay mặt chỗ khác. Quay mặt chỗ khác, không được nhìn. Rồi. Bây giờ em hãy bình tĩnh. Anh sợ em ngắt xỉu con đà điểu thôi khi mà thấy được công trình cả tỷ đô của anh. Ủa? Mình lại nổ nè các bạn. Không, lần này là không có nổ, lần này là thật. Rồi bây giờ em đứng im nha. Chừng nào anh kêu quay mặt ra là quay nha. 1, 2, 3. Quay mặt nào, let's go, ten. Wow. À, trời ơi, em hãy nhìn đi, đây là công trình công viên nước tỷ đô của anh. Muốn chơi thử không? Em sẽ là người đầu tiên khai trương luôn đó. Rồi. Let's go, lên trên đây. Đấy, đi theo anh. Trời ơi, cái này mà anh dọn luôn cái hồ cá đây, em nhìn thấy rộng ghê không? Thấy không? Anh thấy mấy cái hồ cá nó không có tác dụng gì hết, anh dẹp luôn rồi. Rồi, anh bán luôn con cá mài vàng 9 số 4 của anh để anh xây cái công trình tỷ đô này đó. Anh xạo quá đi. Thiệt mà, bán luôn rồi, không có để nữa. Bây giờ dạ anh muốn chơi cái ống trượt nào trước đây? Em chơi cái đầu tiên trước đi anh. Rồi, đầu tiên đúng không? Vậy là cái này. Rồi, xin mời vợ vào. Đây, anh sẽ đỡ em, bước trước khi là trước tiên em bước lên. Rồi sau đó em nằm xuống nha. Rồi, bây giờ nè, bước lên. Đó, bước lên, rồi nhảy lên, nằm xuống. Tê. Đã chưa? Ui giời ơi. Trời ơi, mát lắm đúng không? Rồi đến anh nha, đứng đó đợi anh. Đợi anh, rồi anh nhìn anh nè. Ủa đâu rồi? Chuẩn bị xuất phát. Anh đang tụt xuống ở nha, đợi anh nha, đợi anh. Đợi anh. Nha. Yeah. Quá anh ơi, để anh chơi tiếp nha. Ui, tất nhiên là em phải thích rồi. Anh chơi anh còn ghiền mà. Rồi lên tiếp em ơi. Để thế nào, bây giờ em chọn cái ống nào tiếp theo đây. Ở đây có rất là nhiều ống nè. Em chọn cái ống nào tiếp theo đây.
heo này đi. Này luôn phải không? Rồi xin mời em lên. Đấy, lên rồi xong mình nằm xuống cho nó gọi là chơi cho nó an toàn nha, đừng có ngồi nha. Rồi, rồi, rồi tuột xuống. Đấy, chưa tuột xuống, chưa tuột xuống. Đứng ở dưới kia kìa, rồi nằm xuống. Đã chưa? Bây giờ nè, đến anh nè. Đây, yeah. Đã chưa? Đã. Nói chung á, em tuột em đừng có bấm nhảy, em bấm nhảy sẽ không có cảm giác gọi là thích đâu. Rồi, lên chơi tiếp không? Tiếp anh. Đấy, nhanh lên. Chơi cho hết luôn chứ. Chứ sao, phải chơi cho hết. Công trình của anh, công sức mà anh xây 10 tiếng đồng hồ á. Mệt lắm giận hả? Thôi anh bớt nổ. Nổ nổ. Mệt quá, nó giỡn thôi chứ mình xây cái này hình như là khoảng 1 tiếng mấy các bạn. 1 tiếng mấy mình mới xây xong hết được mấy cái này nè. Tại vì mình lần đầu tiên mình xây mà, cho nên là mình có thể xây chậm. Rồi, tới đây nào. Mình quên nữa các bạn. Tính ra là mình phải xây một cái lan can ở đây để cho người ta đừng có bị rớt xuống các bạn ơi. Đúng không? Đúng không? Em hay rớt lắm. Ừ đó, đó là anh thấy cũng hợp lý rồi. Bây giờ hai chồng mình cùng tuột đi. Rồi, 1 2 3 go. Lên, lên em, lên. Nằm xuống, nằm xuống. Đã thiệt luôn á. Chơi tiếp anh ơi. Rồi từ từ khoan khoan khoan. Muốn chơi tiếp á là phải gọi là trả phí. Nữa, bình thường miễn phí giờ đặt phí nữa. Trời ơi, bình thường là miễn phí tại vì nhà hồi xưa có gì đâu. Còn cái này anh phải bỏ rất là nhiều tiền, cả tỷ đô. Đó, cho nên là anh phải tính phí để lấy lại vốn. Đó. Nhà phí nhiêu? Phí cơ hả? Rẻ thôi. Mỗi lần vào chơi cầu tuột, tất cả cầu tuột luôn. 10 sao. Mỗi lần 10 sao hay là cả ngày? Chơi cả ngày, từ sáng tới tối chơi, chừng nào chán thì thôi, qua ngày sau lại tiếp tục tính 10 sao tiếp đó. Ê, okay. Rẻ không? Em thấy rẻ không? Rồi, rẻ. Quá rẻ luôn. Rồi bây giờ là tiếp tục chơi. Hồi nãy mình tuột cái này chưa ta? Rồi, hồi nãy mình tuột cái ông nào? Ông này phải không? Trời ơi, ông này là hả, anh thiết kế ra là hả, rẻ đôi đó em. Rồi lên nè, bây giờ hai chồng mình lên nè. 1 2 3 let's go. Lên em. Lên. Rồi nằm xuống nó mới tuột, nằm xuống. Nằm xuống. Ôi nằm xuống đi. Đó em coi. Không, tuột ra được hai đường luôn. Đó anh thiết. Ừ, anh thiết kế ra cái này hai đường là dành cho gọi là những cặp đôi vô đây muốn chơi cầu tuột á. Thấy không? Thấy anh suy nghĩ tính ghê chưa? Trời ơi giỡn hả? Lên tiếp nào. Bây giờ á là mình còn cái ống này mới đỉnh nè. Cái ống này là anh thích nhất luôn nè. Thích nhất trong tất cả những cái ống này. Xin mời em. Đi đi nào. Trời ơi nằm xuống. Nằm xuống cho nó an toàn. Đúng rồi, từ nó sẽ tuột xuống, đừng có bấm gì hết. Đấy, đã chưa? Ủa gì vậy? Ủa sao tự nhiên ói luôn vậy? Ủa, đó là cảm giác vô mốt mà anh muốn đem tới cho em đó. Anh có cho đâu? Tại em yếu quá, em vô đây là em chóng mặt. Chứ bình thường người ta chơi người ta có chóng mặt đâu. Thật ra cái này á là khi mà chơi á, chẳng hạn như anh là không có chóng mặt nè, anh nằm xuống cho em coi nè. Đó, các bạn sẽ cảm thấy chơi cảm giác nè. Các bạn nhìn nè, ui dồi nó xoắn kìa. Ui nó xoắn kìa, đó thấy chưa em, thấy nó xoắn đã chưa. Đó, nhưng mà là do em gọi là bị chóng mặt, cho nên là cảm giác vô mod mà anh muốn nói tới là như vậy đó các em. À, đó là hả, có thể em sẽ gọi là nôn ra hồ bơi luôn đó. Nên là hả, phải cẩn thận khi mà chơi ống chuột đó biết chưa. Chào mừng mọi người đã đến với biển, công viên nước bãi biển. À, giữ à, anh tự đặt ra luôn á. Rồi tự chém gió đấy. Rồi tiếp tục nè, để xem coi là chúng ta nên xây thêm cái gì đây. Dù đi. Ôi, anh ở đây á, dù hả. Rồi dù cái dù này đúng không, che khách, che cho khách đúng không. Vậy thì trước tiên á là anh phải làm mấy cái dù đây. Đúng rồi, khách vô nhà anh không chỉ người ta gọi là hạ tắm không đâu, người ta còn câu cá nữa đúng không. Phải có dù. Đúng rồi, chúng ta phải tạo cảm giác y như là hạ đang ở biển luôn. Anh sẽ mua trước 5 cái dù để anh đặt cho luôn, chơi lớn mà, lần này tiền nhiều để ra. Rồi chơi lớn luôn nha. Rồi bây giờ nè, em thử nghĩ xem này, bình thường là người ta sẽ ngồi ở đây nè. Đó, một cái này nè, em thấy hợp lý không? Từ anh sẽ đặt ra rồi em sẽ coi đó. Rồi bây giờ khoan, từ anh sẽ đặt ra ở đây một cái nữa nè. Đó, khách hàng sẽ ngồi ở đây có thể câu cá nữa đó. Anh sẽ đặt thêm một cái ở đây nữa coi coi nó hợp lý không, để xích qua đây một cái nè. Đó, rồi ở đây một cái nữa. À, trời ơi giống mấy biển không, để ngay cho nó ngang ngay cho nó đều cái. Đấy, cái này thì xích qua đây một tí. Xích qua đây một tí. Trời ơi, vừa tuột xuống xong, cái gọi là người nhà ngồi ở đây, có cái bàn với ghế nữa ngồi ở đây đợi. Cái quắt xuống, ơi con, đói chưa? Lên đây ăn. Hợp lý không? Quá hợp lý. Trời không? Ơi, kinh nghiệm đi biển đồ, đi hồ anh biết mà. Anh định mua thêm hai cái hồ này nữa. Đó, cái này không phải cái hồ mà là cái giống như ở công viên nước á, là cái phao á, nhà phao á. Đó, cái này mua được không?
Em cũng chưa biết nữa, anh thử em mua thử gắn thử coi. Ừ, thôi bây giờ mình mua thử coi coi như thế nào ha. Rồi, đi. Một cái nè. Đó, ở đây, một cái nữa nè. Đó, được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ thử đặt ra để anh coi coi vị trí. Chắc là anh đặt ở đây ấy, em. Chỗ này anh dẹp hầu cá hết rồi. Anh nghĩ là chỗ này nó rộng rãi, nó sẽ dễ hơn. Ui, có nước luôn kìa. Có bơi được không? Không biết nữa, nhưng mà có nước luôn. Cái này có chơi được không ta? Em nghĩ chắc được á. Đâu, để anh thử đặt ra coi coi. Đó, trời, cái này bự quá. Cái này bự quá không? Không, vừa luôn, vừa khít luôn. Nè, mọi người có thể đi nghe, đi qua đây nè. Chào mừng quý khách đã quay trở lại nha. À, nãy giờ đợi quý khách đợi lâu, chắc không mỏi chân đâu ha. Em đợi anh mỏi chân luôn á. Rồi, rồi, được rồi, thông cảm. Tại vì á, anh đang gọi là say. Rồi, từ, đợi, quý khách đợi tí, đợi tí. Ta-da. Đây khách đẹp không? Wow, quá đẹp luôn á. Rồi, xin mời quý khách lại đây. Đây là nhà hàng bãi biển của chúng tôi. Đó, xin mời quý khách ngồi ghế, lên ghế ngồi mời quý khách. Đó. Rồi, xin cho hỏi là quý khách muốn ăn gì không? Cho đại em một phần nước ngọt nè. Ừ, nước ngọt có sẵn luôn, miễn phí. Với miễn phí luôn á. Tôm đi. Tôm hả? Rồi, mà quên nữa, xin lỗi quý khách là hiện tại nhà hàng tôi mới mở, chưa có đầu bếp nên là quý khách ngồi đây chơi thôi chứ không có gì ăn đâu. Rồi. Ôi, người ta mới mở quán làm gì có đầu bếp nên thông cảm đi. Đó, anh ngồi đây với em được không? Hai chồng mình đang ngồi đây để có thể gọi là hạ tắm biển nè. Đây, mỗi lần các bạn chơi ống trượt xong, các bạn cảm thấy mệt mỏi, lên đây. Đó, có ba mẹ hay là gia đình anh em gì đó đi theo cái đó, lên đây ăn mất công đói, cái là gọi kêu trong nhà hàng mình ra đem đồ ăn ra ăn đó, quá tiện lợi luôn ha. Còn bên đây á, thì hồi nãy các bạn cũng đã thấy rồi là mình vừa mới gọi là mà mua thêm hai cái này đó, nhà phao, nhưng mà nó có nước luôn nha, các bạn có thể tắm đây, nó có thể xịt vào nước nè, các bạn có thể vô đây các bạn tắm nè, nó xịt nè em đó. Hay đã chưa? Đó đó, bây giờ em vô thử, em bấm nút cho nó xịt nước rồi đó, bấm nút hơn rồi đó, đứng ở đây hai người tắm được luôn em, thấy không? Đó, bên đây cũng vậy nè, em qua bên đây, mời em lên đây, xin mời quý khách lên đây cầu tuột, gọi là hạ VIP, cầu tuột VIP, đấy, cầu tuột nhà phao VIP nha, lên mời quý khách, rồi mời quý khách, xin quý khách hãy tuột xuống, đã chưa, nhìn nè, nhầm xuống nè, tuột xuống nè, xuống, ủa xuống rồi, đó, rồi xin mời quý khách bấm nút, đó, xịt nước, quý khách nhìn đằng sau lưng kìa, đó, thấy gì chưa, wow, nước nó chảy luôn nè, thấy không? Trong khi là không có vòi nước ở đâu xịt hết mà cũng chảy, đúng là ảo thật đấy. Đúng không? Vòi nước này xịt ở trên đây mà nước chảy từ đây xuống nè. Nhưng mà thấy được chưa? Rồi hiện tại bây giờ là gọi là công viên nước của anh á, chỉ hoàn thành, nói chung là chỉ mới khoảng 60% thôi chứ chưa hoàn thành hết đâu. Đây chính là công viên nước của mình vừa mới hoàn thành xong. Đây chỉ là 60% thôi, chưa hoàn thành xong hết đâu các bạn à. Nhưng mà nói chung là như vậy là mình thấy quá đẹp rồi. Em thấy như thế nào? Anh thì thấy quá đẹp rồi. Em thấy hết của bắp rồi, em thấy quá đẹp rồi. Dạ, chịu liền á, không hết của bắp ngay. Rồi, và cảm ơn đã xem. Và nếu thay thì đừng quên đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, một đăng ký bằng cao. Nếu các bạn đã vào chính muốn ủng hộ mình nha các bạn ơi. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần